Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Mỹ thông qua luật ngân sách, bước lùi cho Ukraine. Chính khách thân Nga giành chiến thắng bầu cử tại Slovakia. Lầu Năm Góc hoảng loạn vì vũ khí siêu đắt tiền của NATO bị phá hủy ở Ukraine. Ngoại trưởng Anh thừa nhận hỗ trợ Ukraine là khó khăn và đau đớn. Quốc hội Mỹ bỏ gói viện trợ cho Ukraine ra ngoài dự luật chi tiêu được thông qua hôm 30 tháng 9 để ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Điều này cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ ngày càng khó khăn. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ qua gói viện trợ trị giá 6 tỷ đô la cho Kiev trong dự luật được lưỡng viện thông qua chỉ vài giờ trước hạn chót nửa đêm ngày 30 tháng 9. Quyết định này, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, là một tin xấu đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Người tuần trước đã gặp Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp ở Washington, D.C. để đích thân kêu gọi Mỹ viện trợ các hệ thống vũ khí, bao gồm máy bay F-16 và tên lửa ATACMS. Bước lùi cho Ukraine. Chính quyền ông Biden và nhà lập pháp của cả hai đảng đã tìm cách trấn an Ukraine rằng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ không dừng lại và có thể được cung cấp trong dự luật riêng. Trong một tuyên bố hôm 30 tháng 9, ông Biden khẳng định đa số áp đảo các thành viên quốc hội đã kiên định ủng hộ Ukraine, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, đảng viên Cộng hòa, sẽ giúp đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn, ông Biden nói. Vài phút sau khi Thượng viện thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã yêu cầu ông McCarthy ưu tiên xếp lịch bỏ phiếu và viện trợ của Mỹ cho Ukraine khi Hạ viện làm việc trở lại vào tuần sau. Ông McCarthy từng thể hiện rằng ông sẽ dùng gói viện trợ cho Ukraine để làm đòn bẩy yêu cầu Đảng Dân Chủ nhất trí với những đề xuất điều chỉnh chính sách biên giới của Đảng Cộng Hòa. Những nhà lập pháp Mỹ có thái độ ủng hộ Ukraine khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực để Quốc hội phê duyệt thêm các gói viện trợ. Trong những tuần tới, chúng tôi kỳ vọng Thượng viện sẽ nỗ lực để đảm bảo chính phủ Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kinh tế và an ninh quan trọng, bền vững cho Ukraine, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer, đảng viên Dân Chủ cho biết trong tuyên bố chung với lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và các thượng nghị sĩ khác. Thượng nghị sĩ Jim Rick, thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, bày tỏ niềm tin rằng nguồn viện trợ cho Ukraine sẽ được duy trì. Đây chưa phải sự kết thúc của quá trình phân bổ ngân sách, ông nói. Viện trợ cho Ukraine rồi sẽ được đưa vào. Rạn nứt dần xuất hiện. Việc tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh là rất quan trọng đối với ông Zelensky khi mà quân đội Ukraine đang phản công để giành lại 17% lãnh thổ nước này đang do Nga chiếm đóng. Ông McConnell là một trong những đồng minh mạnh nhất của Ukraine, nhưng các nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác, bao gồm cả một số người ủng hộ Ukraine nói chung, đều không muốn được gói viện trợ cho Kiev vào dự luật chi tiêu ngắn hạn mà không đi kèm giải quyết vấn đề di cư ở biên giới Mỹ, theo một nguồn hiểu suy nghĩ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Theo nguồn tin này, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đặt câu hỏi về tính cấp bách của gói viện trợ cho Ukraine. Cho tới nay, Mỹ đã cung cấp khoảng 44 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ vào đầu năm 2022. Giới chức quốc phòng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt khí tài, bao gồm cả kho dự trữ của quân đội Mỹ. Lầu Năm Góc đã cạn kiệt gần như toàn bộ ngân sách hỗ trợ an ninh sẵn có cho Ukraine, và sự thiếu hụt này sẽ trì hoãn hoặc cắt giảm các nhu cầu cấp thiết, bao gồm phòng không và đạn dược. Kiểm soát viên Michael Muscat viết trong lá thư gửi tới các đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện hôm 29 tháng 9. Những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong sự ủng hộ dành cho Kiev khi một đồng minh chủ chốt là Ba Lan trong tháng 9 đe dọa ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine do tranh cãi ngũ cốc. Trong khi đó, những nỗ lực của ông Zelensky nhằm giành được ủng hộ của các nước lớn trong nhóm quốc gia đang phát triển tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước cũng không đem lại nhiều kết quả hiển hiện. Tuần trước, ông McCarthy, người đòi hỏi sự minh bạch trong khoản tiền đã chuyển cho Ukraine, nói rằng ông đã từ chối khi ông Zelensky đề nghị được phát biểu trước Quốc hội vì các nhà lập pháp không có thời gian trong một tuần bận rộn. Những người theo đường lối cứng rắn trong Đảng Cộng hòa cho rằng tốt hơn hết là Washington nên chuyển nhiều tiền hơn cho quân đội Mỹ để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ. Đảng của cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người công khai thân Nga, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội nước này. Dù vậy, đảng của ông vẫn cần bắt tay với đối tác để lập chính phủ. Kết quả sơ bộ do Văn phòng Thống kê Slovakia công bố vào sáng sớm ngày 1 tháng 10 cho thấy,
với hơn 99% quận đã kiểm đếm phiếu bầu, đảng SMR của ông Fico đã giành được 23,3% số phiếu. Đảng Tiến bộ Slovakia PS theo chủ trương tự do đứng thứ hai với 17% số phiếu bầu. Dù không phải chiến thắng áp đảo, kết quả của SMR tốt hơn mong đợi. Các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước bầu cử cho thấy SMR và PS ngang sức ngang tài. Last, chính đảng được thành lập từ các thành viên tách khỏi SMR sau tranh chấp nội bộ, đứng thứ 3 với 15% số phiếu bầu. Với 7 đảng chính trị đạt ngưỡng 5% số phiếu cần thiết để vào quốc hội, các cuộc đàm phán lập liên minh chính phủ gần như chắc chắn sẽ có sự tham gia của nhiều bên và có thể sẽ rất lộn xộn. Ông Fico, 59 tuổi, đã tuyên bố rằng Slovakia sẽ không gửi thêm một viên đạn nào tới Ukraine nếu trở thành thủ tướng. Ông cũng kêu gọi Slovakia thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Nga. Các nhà phân tích dự đoán, chính phủ của ông Fico có thể hoàn toàn thay đổi chính sách đối ngoại của Slovakia để giống với chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Hungary từng hành động cản trở các nỗ lực của EU và NATO nhằm giúp đỡ Ukraine. Đảng SMR và LAS có thể bắt tay với Đảng Quốc gia Slovakia SNS theo chủ nghĩa dân tộc để có đủ 79 ghế trong quốc hội, ngưỡng cần thiết để chiếm đa số. Trong quá khứ, ông Fico từng hai lần thành lập chính phủ với SNS, đảng cũng phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà phân tích quân sự Drago Bosnic trong một bài viết cho Infobreak bày tỏ quan điểm rằng Mỹ lo ngại việc vũ khí đắt tiền của NATO bị phá hủy ở Ukraine. Theo báo cáo của Bosnic, đằng sau hậu trường, Lầu Năm Góc rơi vào trạng thái hoảng loạn thâm lặng khi chứng kiến số vũ khí do NATO cung cấp trị giá hàng trăm tỷ đô la bốc cháy ở Ukraine. Nhà phân tích quân sự này cũng lưu ý rằng các chính phủ nước ngoài và phương tiện truyền thông của họ đã cố gắng quảng bá ý tưởng về tính ưu việt của vũ khí phương Tây so với vũ khí của Nga, nhưng điều này hóa ra lại là một lời nói dối. Bosnik lưu ý rằng điều đó không thể giúp quân đội Ukraine đạt được thành công trong cuộc phản công. Ngoài ra, theo ông, bản thân các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cũng thích sử dụng các vũ khí thời Liên Xô hơn. Bosnik viết, những vũ khí tương đương của phương Tây chỉ cực kỳ hiệu quả tại tuần lễ mốt quân sự và ở Hollywood. Ngày 28 tháng 9, ấn phẩm trực tuyến Boswell đưa tin một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ có ý định thông qua gói viện trợ mở rộng cho Ukraine vào năm 2024 với số tiền 60 đến 80 tỷ đô la. Trước đó, được biết NATO có kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraine và các thành viên khác của tổ chức vì những nước này đã chuyển một phần đáng kể vũ khí của họ cho Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cũng cho biết ông muốn biến ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thành một trung tâm quân sự lớn bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây để tăng nguồn cung cấp vũ khí cho cuộc phản công của Kiev chống lại Nga. Ngoại trưởng Anh James Cleverly thừa nhận rằng việc ủng hộ Ukraine là khó khăn và đau đớn. Tuy nhiên, ông cảnh báo các đồng minh NATO không nên dao động vì việc quay lưng lại với Kiev sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông The Hill ngày 30 tháng 9, Cleverly được yêu cầu bình luận về tình cảm chống Ukraine ngày càng tăng ở một số quốc gia phương Tây. Ông thừa nhận rằng việc giúp đỡ Kiev là khó khăn và đau đớn, với cuộc xung đột nói chung gây áp lực lên các nước trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không tiếp tục ủng hộ Ukraine, thì tất cả những vấn đề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây giải quyết tình trạng mệt mỏi vốn đã trở thành một vấn đề lớn. Bình luận về những lời hứa lặp đi lặp lại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt thù địch giữa Ukraine và Nga trong vòng 24 giờ, Cleverly cho biết Đảng Cộng Hòa đã làm một số điều rất đáng ngạc nhiên và tích cực liên quan đến quan hệ quốc tế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Bộ trưởng Anh đặc biệt đề cập đến Hiệp định Abraham, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Sáu, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov than thở rằng những người phương Tây ủng hộ nước này đã không nói rõ liệu họ sẽ sát cánh của Kiev cho đến khi Kiev chiến thắng trong cuộc xung đột hay chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Ông tuyên bố, không ai có thể trả lời rõ ràng cho chúng tôi chiến thắng của chúng tôi có ý nghĩa gì. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko thừa nhận số quốc gia sẵn sàng cấp tiền cho Kiev ngày càng ít đi. Moscow đã nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh vốn đã chi hàng tỷ đô la hỗ trợ Kiev lợi dụng cuộc xung đột để tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga. Phát biểu hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ và Anh giúp điều phối cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào Sevastopol, Crimea nhằm vào trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga.
truyền thông Anh cũng đưa tin Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp trong cuộc tấn công. Trước đó, Nga tuyên bố rằng vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm cả vũ khí do Anh tài trợ, đã được triển khai trong các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Moscow đã nhiều lần cảnh báo các quốc gia thành viên NATO rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu đang tiến gần đến mức can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!